Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi bổ sung quyết định số 592 quy TTG ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ để phù hợp với tình hình trong giai đoạn mới. Mục tiêu của chương trình nhằm hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ, thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học, đồng thời hỗ trợ 1.000 cá nhân tổ chức doanh nghiệp các nhóm nghiên cứu được ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tại các cơ sở. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.